Võ Nhẫn Soạn Nam, full kim cương, 3D 3 mặt, có nghĩa là nhìn chính diện, bên trái bên phải đều thấy kim cương, và sự custom giữa hộp sòn tròn và hộp sòn emerald. Thì những cái vỏ này lên cho viên chủ đẹp nhất là từ 7 ly 2, 7 ly 9, 8 ly. Bên mình là sẽ tùy theo size cũng như là trọng lượng vàng mà sẽ có những cái giá thành khác nhau. Thì trung bình là những cái vỏ 3D bên mình có giá thấp nhất là 77 triệu và 123 triệu là những cái vỏ là mình đang làm review. Giá của những vỏ 123 triệu là bởi vì những cái viên sòn emerald của nó là 3 ly 6, 3 ly 3 hoặc có những viên là tới 3 ly 8 luôn nha khách. Có những viên tới 3 ly 8 lần. Thì khách cũng biết rồi đó, hộp sòn emerald nếu mà tính carat trọng lượng của nó là 1 carat của nó là viên 3 ly đến 3 ly 3 là bữa nay nó đã 1.700 đô một carat rồi. Còn ví dụ như hộp sòn tròn thì 2 ly 2 ly 2 thì nó 800 đến 900 đô một carat. Thì do như vậy là nó hộp sòn càng lớn thì nó càng mắc tiền chứ không có gì hết nha khách. Thì bên mình cũng tính theo carat cho nên như vậy nó sẽ rẻ hơn, và vàng thì mình cũng tính là tính theo ram nữa cho nên nó cũng không có phải là quá mắc như khách nghĩ đâu. Còn ví dụ như khách lấy những cái vỏ không 3D thì nó cũng chỉ có dao động là từ 30 mấy tới 40 mấy triệu thôi, nhưng mà có custom giữa hộp sòn tròn và emerald mà không 3D á, không ba mặt á, thì nó cũng phải hơn 55 triệu cho tới 65 triệu trở lên nha. Còn đã 3D thì mình phải biết rồi đó, nó tầm một cái vỏ nhẫn thì nó cũng tầm từ 5 đến 7, có những cái vỏ hả nó lên tới 6 phẩy mấy 8 phẩy mấy carat. Thì carat mình tính 1.000 đô thôi, nếu mà nó 6 carat là 6.000 rồi cộng thêm tiền vàng nữa là cũng ra là khá thấy đó, dao động là 100 mấy chục triệu là bình thường. Và hôm nay là mình sẽ có về ví dụ như những cái viên 7 ly 2 là nước D nè, nước I nè, và mình lấy hơn 1.5 carat và cạnh của nó là 7 ly 26, 7 ly 29, 7 ly 3, 7 ly 31, nhưng chỉ tính tiền chỉ có 7 ly 2 thôi. Những chỗ khác ví dụ như là 7 ly 18, 7 ly 19 một cạnh, rồi một cạnh là 7 ly 2, 7 ly 21, họ tính tiền khách là 7 ly 2, nhưng mà bên em thì không tính vậy ha. Còn những cái size hộp xoàn tắm mình dưới 2 ly 8, 2 ly rưỡi đến 1 ly mấy thì giá nó sẽ rẻ hơn những cái vỏ xoàn tầm trung là từ 2 ly 8, 3 ly 6 nha. Và nếu như khách có yêu cầu chọn những cái vỏ mà ít tắm đơn giản thì bài review sau em sẽ chia sẻ. Vì cái bài này thì em sẽ chia sẻ những cái loại mà ok, nó hoành tráng đó. Và đây là 7 ly 2 nước I, tiếp tục là 7 ly 2 nước D, đều là một cạnh 7 ly 2 và một cạnh 7 ly 3 hết, 3 excellent hết nha khách. Rồi có 6 ly 3 nước F nữa nè, 2 kiểm định nữa nè. Rồi 6 ly 3 nước E, AF nữa, cũng 2 kiểm định. Tất cả những cái viên mà là bên mình 1 carat trở lên là đa phần là mình mới bán 2 kiểm định nha. Còn khách có nhu cầu là mua một kiểm định GAA là bên mình có sẵn là từ 3 ly 6 tới 9 ly. Màu thì có là DEFGHIG nha khách yêu. Mua hàng là vui lòng gọi em 0907463131. Tất cả các sản phẩm bên em là không có bán online, chỉ bán tại cửa hàng thôi nha. Subscribe để theo dõi nhiều video của em. Bye bye.